Chào bà con buổi sáng, chúc bà con buổi sáng một ngày đẹp trời và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay em lại tiếp tục cái công việc là quay phim cho bà con coi cái tuyến đường từ bên phía bờ Bến Tre qua Tiền Giang. Đây là buổi sáng, lúc này là khoảng tầm 5-6 giờ, gần 6 giờ gì đó. Em không có coi đồng hồ vậy nha. Quay cho bà con coi là đường này nó sáng nay bà con có đến 71 Bến Tre được đông không, rồi cũng như là tình trạng xe có đông, có kẹt xe không. Thì phía bên em là phía Bến Tre đang đi qua 71 rồi, đang hướng về tỉnh Tiền Giang bà con ơi. Thì nhìn phía bên kia đường thì cũng có một vài cái xe biển số 50-51 cũng như là biển số 61 của các cái tỉnh khác. Nó hơi giật máy chút xíu. Ở bên kia cũng nhìn cũng không có kẹt lắm, cũng lai rai lác đác, cũng có bà con đã đi về ngày trước rồi, cho nên là ngày hôm nay cũng đỡ. Thì những số xe mà đi sớm này chắc là khởi hành từ Sài Gòn rất là sớm. Từ Sài Gòn mà về tới quê hương 71 thì chắc chừng 2 tiếng hộ vậy. Giờ mình có được cái đường cao tốc đi song hành với quốc lộ 1A thì tình trạng xe đi nó cũng sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là đừng có sự cố gì xảy ra giữa cái đường thì nó sẽ đỡ kẹt bà con ơi. Biển số 61 nè, 51 nè, 71, 51, 51. Bộ chiều bà con về lắm anh chị ơi. Hôm nay có vẻ thì bà con ở Việt Nam mình nó cũng kinh tế nó cũng đỡ, với lại người ta cũng sợ lắm tình trạng gọi là xe nó ùn ứ, với lại trời mưa, mình đang là mùa mưa cho nên là bà con đi người ta cũng ớn cái chuyện mưa lắm, cho nên là chắc là người ta thuê xe là đi thôi. Xe 60-61 kia đường quá trình 50-51. Tên cầu Rạch Miễu hiện nay đang thấy có một sự cố này bà con ơi, hình như có một chiếc xe đang bị cái vấn đề gì đây, ngay sát chân cầu Rạch Miễu bờ Bến Tre km số 4 tổng 208, nó đang bị sự cố gì đây, chắc là hư xe, nó thông báo với sao gì đó, nó xin nhờ gì đó, rồi cũng kẹt xe cục bộ, xe cũng lăn bánh rồi bà con ơi. Rồi đừng mà cầu mong mà đừng có sự cố gì nha bà con, trên cầu này mà có sự cố gì là kẹt xe cục bộ dữ lắm. Em tại vì em cũng không có dám dừng lại để mà quay phim, nhưng nếu mà dừng lại lâu quá thì bên giao thông đường bộ người ta sẽ tới người ta làm việc với em thì nó không hay. Em tiếp tục em quay cái cung đường em đang ở trên khu vực Cồn Bụng, đang hướng về thành phố Mỹ Tho này. Địa danh của các cái đoàn khách du lịch đi dạng như là mình đi tham quan sông nước, ghé còn tham quan này nọ, nhưng mà thường là người ta đi có ba dạng, một dạng là Bến Tre thì có một hai bến ở bên đó, một dạng nữa là bà con đưa xe đã xuống ở giữa Cồn Thới Sơn, một dạng thứ ba là dạng truyền thống của mình đó là hồi xưa đi kiểu qua bến Mỹ Tho. Thì đi bên bển thì mình đỡ có kẹt một chiều, còn đi ở đây thì nó cũng có cái hay của nó, nghĩa là đi tới cồn tới đây thì mình lên trên cầu mình nhìn xuống bờ sông được, với mặt sông được, nhìn bao quát toàn cảnh. Qua bên Mỹ Tho thì mình được đi tàu nó xa hơn, nên đa phần là em đang trở lại cái câu chuyện của mình, tình trạng kẹt xe nó có không, đây là đang leo lên dốc giữa Cồn Thới Sơn với lại Tiền Giang, không có kẹt lắm bà con ơi, được
xe chạy vù vù luôn. Để coi chiều nay thì thế nào, có gì em lúc mà em về thì em sẽ tiếp tục quay cho bà con coi. Sáng nay bầu trời đẹp nè, sương mù dày đặc nè, chứng tỏ là hôm nay là một ngày nắng nóng và cũng sẽ không có mưa. Tuy nhiên bà con mình đi vào mùa này thì nhớ chuẩn bị đồ đẹp chắc chắn ha. Cũng không biết được cái chuyện thời tiết, chuyện của bên trên ổng ban sao mình hưởng vậy. Đó là toàn cảnh thành phố Mỹ Tho bên kia, xa xa đằng kia là thành phố Mỹ Tho bà con ơi. Cái dải mà hồi xưa mình gọi là từ bến phà đi lên á, thì giống như khu mình nói nôm na, xin lỗi bà con, là khu ổ chuột. Thì thực sự là nó nhìn nó rất là nghèo nàn. Thì hiện nay là người ta đã đầu tư, số nhà đầu tư đã bỏ tiền mua lại những cái mảnh đất để xây những cái biệt thự, những cái nhà chung cư rất là khang trang. Nghe đâu là cũng những cái nhà ngôi nhà này đã tầm hơn 10 tỷ đó, quý vị ơi, hơn 10 tỷ một chút xíu thôi, tùy khu vực mình ở ha, tùy cái loại nhà mình ở ha. À, cái khu vực này là đang được gọi là sốt giá, quá đẹp luôn mà con ơi. Rồi sáng nay thì tình trạng kẹt xe trên cầu nó nói chung là cũng không có ha bà con ha. Đi về phía Tiền Giang, còn về phía Bến Tre thì thấy cũng có nhiều xe ô tô bà con đi xuống, tiếp tục đi xuống. Có thể là người ta đi biển Thành Phú hay đi Mẹ Nam Hải ở dưới Bình Đại ha. Đó thì cũng không có kẹt xe bà con, mình đi sớm chứ chịu khó đi sớm chút xíu thì nó không đến đổi. Buổi chiều về thì mình một là mình về thật là sớm, tầm đâu trước 4 giờ mình canh sao mình về tới cầu Rạch Miễu trước 4 giờ là nó không kẹt. Thứ hai nữa là mình đi về trễ khoảng qua 6 giờ thì nó sẽ không có kẹt. Rồi chúc mừng bà con một buổi sáng tốt lành, em quẹo về Mỹ Tho đây à, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại trong buổi chiều hôm nay ha.